Hello, xin chào anh em và chào mừng các anh em đến với series mới nhất của Hà Nội Computer có tên là Tuần này chơi gì. Đây sẽ là dịp mà mình, Minh Tâm giới thiệu cho mọi người những tựa game đã ra mắt trong tuần này hoặc là đang free trên Epic Store hoặc trên Steam. Nào hãy cùng mình điểm danh 5 tựa game sẽ xuất hiện trong số đầu tiên này nhé. Let's go! Nếu bạn đang tìm kiếm một tựa game để chơi cùng bạn bè hoặc chơi với gia đình, hãy đến với Overcooked 2. Nếu bạn đang tìm kiếm một tựa game nấu ăn mà đặc biệt là nấu ăn cùng nhau, cũng hãy đến với tựa game này. Và nếu bạn đã sẵn sàng để chặt chém và có thể chửi nhau với đồng đội thì hãy chơi tựa game này ngay thôi. Đây là tựa game đồng đội mô phỏng nấu ăn tương thích trên hầu như tất cả các nền tảng có thể chơi game được. Cũng nhẹ thôi nhưng chơi thì đảm bảo cực vui. Game bắt buộc chơi từ 2 người trở lên, mắc 4 người. Bạn có thể chơi co-op online và offline qua mạng LAN hoặc qua wifi đều được. Trong trò chơi này anh em sẽ phải phối hợp với nhau thật tốt mà tôi tin rằng có cố đến đâu rồi anh em cũng rơi vào địa ngục, vì mục đích của trò này là để khiến cho anh em phải đâm đầu, phải tương tàn với nhau đi thì thôi. Thế nên là đây cũng là một cái vui của trò chơi này đấy. Và trò chơi này cũng đang free trên Epic Store nữa, nên hãy nhanh mà tải ngay nó về trước khi nó hết hạn nhá. Tựa game Motif của họ chửi nhau lòi pha tên là Lumber Hill cũng là một trong những cái tên mà các bạn nên thử trong tuần này. Thường thì những cái tựa game trong cái thể loại này ấy, thì mọi người buộc phải kết hợp với nhau cực kỳ nhuần nhuyễn, nếu không là sẽ cực khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, và không những thế còn phải chống chọi lại với những tác nhân phá hoại như thiên nhiên, lửa chùa trong thời gian cho phép. Hãy chuẩn bị tâm lý để đến với thế giới bên ngoài thì yên bình, nhưng vào bên trong thì mới biết nó kinh khủng thế nào. Khác với Overcooked thì Lumber Hill cho phép bạn chơi một mình khi bạn đã quá chán nản với đồng đội ngu như là hoặc là phá hoại đến nỗi bạn không thể nào vượt qua màn được. Hoặc là tựa game này cũng có chế độ PvP nữa để mà bạn có thể giao tranh với những người bạn của mình trực tiếp để xem đứa nào trình độ cao hơn đứa nào. Kể đến đây thì mình cũng rất muốn chơi lắm ở đây. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tựa game số 3 có tên là Evergate. Một tựa game thuần 2D ư? Anh em nghĩ game 2D trong cái thời đại đồ họa này á, quá hưởng. Nhưng mà từ đã, Evergate có nhiều thứ hơn thế. Và để định nghĩa về thể loại của tựa game này, nó có thể là game đi cảnh, game giải đố và có cả một chút bắn súng nữa. Nên Evergate sẽ rất đáng để bạn bỏ thời gian vào nó đấy. Người chơi sẽ điều khiển Ki, một linh hồn đang tìm cách trở lại trái đất, bị ám ảnh bởi những ký ức bí ẩn. Hầu hết các hành động bạn làm trong game xoay quanh Soul Blade, nhìn trông giống như một luồng ánh sáng có thể bắn ở mọi hướng, dài đến tận mét màn hình luôn. Để kích hoạt nó, bạn cần làm một vài thứ mà mình sẽ không spoil bây giờ đâu. Bạn hãy chơi và trải nghiệm nó nhé. Ki còn có một khả năng bá đạo nữa, đó là làm chậm thời gian. Khả năng sẽ được tận dụng triệt để khi bạn cần đặt chân đến những nơi khó chui, cần di chuyển hoàn hảo nhất có thể. Đến khi bạn đã làm quen với các động tác di chuyển, bạn sẽ bị cuốn vào và khinh qua 85 level trong chốc lát. Nhìn chung, Evergate là tổng hợp các yếu tố giải đố này, đi cảnh, nhìn đẹp và nghe đã. Tựa game này hiện vừa mới phát hành phiên bản trên PS5 vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, và các bạn có thể chơi nó trên Switch, trên PC, Xbox One và XS thế nhá. Phiên bản Final Fantasy 7 Remake thực chất đã lên kệ vào năm ngoái, chính thức là vào tháng 4, nhưng vào tháng 6 này thì Square Enix mới cho ra mắt phiên bản nâng cấp đồ họa trên PS5. Và thực chất sau lần comeback lần này thì Square Enix không những nâng cấp đồ họa cho nó mà còn cho thêm một phần DLC. Đó chính là để cho anh em có thể chơi cốt truyện của waifu Yuffie đấy. Giờ mà mua tựa game thì cũng hơi đắt. Bản vật lý là 70 đô và bản kỹ thuật số là 90 đô lận. Bản Final Fantasy Remake năm ngoái gồm 18 chương, phần DLC của Yuffie kéo dài thêm 2 chương nữa là tất cả 20 chương. Với phần cốt truyện 20 chương rất dài như vậy thì bạn có thể tốn đến gần 80 giờ để phá đảo. Theo một nguồn tin thì anh Vuông định thêm phát phần DLC này từ thời điểm mới ra mắt tựa game cơ. Nhưng không biết vì lý do gì mà Square Enix mới tung bản full và phục kiếm thêm xèng từ game thử nữa. Với phần cốt truyện siêu dài cũng có nhiều thứ để nói, phiên bản remake lần này sẽ hâm nóng game thủ trước thềm ra mắt FF16 trên PS5. Tựa game thứ 5 và cũng là tựa game cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho anh em trong ngày hôm nay, đó chính là Ratchet & Clank Rift Apart. Tựa game này đang được độc quyền trên PS5 nên là chỉ những anh em nào sở hữu cỗ máy này mới có thể chơi được thôi. Nó còn được coi là đỉnh cao của đồ họa khi khai thác hiệu năng siêu đỉnh của PS5 và tay cầm DualSense. Trong vũ trụ Ratchet & Clank thì phiên bản Rift Apart này là hậu bản sau Into the Nexus được phát hành trên PS3. Bạn sẽ vào vai một anh hùng giống loài Lombax, trong
trông vừa giống mèo lại còn giống cáo, rất là đáng yêu. Với cốt truyện đơn giản trẻ con là hiểu rồi, nên tựa game này không ăn tiền ở cốt truyện mà ở phần sáng tạo gameplay, phần đồ họa, phần combat. Nói tóm lại là hầu như những yếu tố khác tựa game đều chinh phục những người chơi, kể cả khó tính nhất. Rift Apart có cho phép bạn dịch chuyển qua các cổng không gian chỉ trong nháy mắt, điều mà mình chưa từng thấy một tựa game sci-fi nào làm được trước đây, hoặc là làm được mà mượt mà như thế này. Vượt qua cổng không gian là một thế giới hoàn toàn khác luôn đấy. Các bạn có thể thấy sự tuyệt vời của bộ xử lý P5 hay không? Nếu anh em nào đang sở hữu P5 thì đừng ngần ngại mà vung tiền mua ngay con game này nhá. Và đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người thông qua số này của tuần này chơi gì. Nếu các anh em thấy hay, hãy cho mình một like. Và nếu mọi người là người mới đến Hà Nội Computer thì hãy ấn ngay một subscribe nhá. Mình sẽ quay trở lại vào tuần sau với những tựa game khác thú vị nè, dễ chơi nè và rất là đáng đồng tiền bạc gạo nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những số sau.